Một trong những điểm mạnh của thương hiệu The Present Writer theo nhận xét của nhiều bạn là những hình minh họa dễ thương ở trên Facebook, Instagram và blog, cũng như là cái phần animation ở trên YouTube. Những cái phần này mình đều thiết kế ở trên Canva, là một ứng dụng miễn phí cho người thiết kế không chuyên. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số ứng dụng tiện ích của Canva, làm sao để có thể ứng dụng Canva đối với học sinh sinh viên trong việc làm bài thuyết trình hay là làm video ở trên lớp, cũng như là cùng mình trực tiếp thiết kế một thiết kế mình sẽ đăng ở trên The Present Writer. Trước hết, đôi điều về Canva. Thứ nhất, như mình đã nói, Canva là một ứng dụng miễn phí và nó rất là dễ sử dụng cho những người mà không biết một chút gì về thiết kế, ví dụ như là mình chẳng hạn. Mặc dù là nó miễn phí và có rất nhiều tính năng mình có thể sử dụng được mà không phải trả phí, tuy nhiên có một số hình ảnh và những cái template đặc biệt ấy, thì mình sẽ phải trả phí. Thì đối với một người mà sử dụng nhiều như mình ấy, thì mình có mua bản Pro để mình có thể mở khóa tất cả những cái tính năng của nó. Thì nếu mà các bạn muốn thử nghiệm sử dụng bản Pro ấy, thì mình có đường link phía dưới cho phép các bạn sử dụng miễn phí trong 30 ngày. Trong 30 ngày này, nếu các bạn download hay là sử dụng bất kỳ một cái template nào ở trên Canva thì các bạn hoàn toàn được sử dụng miễn phí và download miễn phí. Sau 30 ngày, nếu các bạn không thích sử dụng nữa thì mình có thể cancel cái membership của mình. Và vì thế mình cảm thấy là không có lý do gì tại sao mình không sử dụng thử Canva, bởi vì đây là một ứng dụng cực kỳ tốt, không chỉ cho người làm sáng tạo mà còn cho học sinh sinh viên và cho những người đi làm nữa. Trong phần tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số tính năng cơ bản của Canva, rất là đơn giản cho những người mà chưa từng sử dụng cái ứng dụng này bao giờ. Khi các bạn vào Canva thì các bạn thấy một cái giao diện như thế này. Thì phần đầu tiên là Create a Design, tức là tạo ra cái thiết kế của mình. Thì bạn có thể click vào đấy thì bạn có thể thấy là họ có presentation, là thuyết trình này, Instagram này, video này, Insta story này, infographic này, vân vân. Rất nhiều cái template phù hợp cho bạn. Và bạn cũng có thể click vào Custom Size, tức là đối với cái phần này thì mình có thể tạo ra cái khung để mình thiết kế tùy theo cái size mà mình mong muốn. Ngoài phần này ra thì phía dưới cũng có rất nhiều cái template cho các bạn lựa chọn. Mình chỉ cần ấn vào tùy theo cái nhu cầu của mình để bắt đầu thiết kế. Phần tiếp theo thì mình có những cái thiết kế của bản thân mình đang thiết kế ở trên Canva. Các bạn có thể thấy là mình sử dụng Canva để thiết kế tất cả mọi thứ. Từ YouTube thumbnail, đến Instagram, đến Facebook post, đến poster quảng cáo, đến cả video animation, tất cả đều thực hiện ở trên Canva. Phần dưới này là một số cái ví dụ về template mà bạn có thể sử dụng. Cái điều thú vị của cái template này là nó thực hiện ở trên cái size chính xác. Ví dụ như là bạn muốn làm Instagram story chẳng hạn, thì những cái size này là cái size mà khi các bạn upload trên Insta story là nó chuẩn luôn, tức là nó không phải chỉnh sửa gì hết. Bởi vì mình cảm thấy là khi mà mình làm người thiết kế không chuyên ấy, thì mình rất là lo về cái size. Bởi vì là khi mà mình thiết kế thì mình thiết kế đẹp rồi, nhưng mà khi mà mình đăng lên thì nó lại không phù hợp với cái thiết kế chuẩn ấy. Cho nên mình lại phải làm lại rất là tốn công ấy. Nếu mà các bạn sử dụng cái template này thì mình không phải lo về cái vấn đề đó nữa. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những tính năng cơ bản nhất của một cái phần thiết kế ở trên Canva. Mình sẽ thử tạo ra một cái thiết kế cho Instagram post chẳng hạn. Phần bên tay trái thì các bạn có thể thấy là những cái template mà mình có thể sử dụng ngay lập tức cho cái Insta post của mình. Ví dụ như là mình click vào cái template này chẳng hạn, nó hiện ra ngay ở đây, mình có thể thay đổi hình ảnh hay là gì đấy tùy mình. Hoặc nếu mình không thích thì mình có thể sử dụng trắng và mình làm từ ban đầu. Bây giờ mình thử nghiệm là mình chỉ sử dụng một file trắng, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái tính năng cơ bản nhất. Thứ nhất là phần upload. Trong phần này thì mình có thể upload những cái file media của mình. Ở đây là ví dụ như mình upload những cái hình ảnh của mình mà mình sử dụng ở trên Canva. Để upload thì mình chỉ cần ấn vào upload và mình có thể upload ngay trên cái máy tính của mình, hay là trên Facebook, Google Drive, Insta, Dropbox, rất là dễ dàng. Khi mình có file upload thì mình chỉ cần chọn nó thì nó sẽ hiện lên ở trên Canva và mình có thể dùng chuột để di chuyển những cái hình này khắp mọi nơi, rất là dễ sử dụng. Cái phần thứ hai là phần photo. Ở đây bạn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh mà Canva cho bạn sử dụng. Tất cả những hình ảnh này mình có thể sử dụng từ Canva. Canva license cho bạn sử dụng những cái hình ảnh này. Cho nên nếu mà mình đăng tải trên mạng hay là sử dụng nó cho những sản phẩm truyền thông của mình ấy, thì mình không phải trả phí và cũng không phải lo lắng về cái vấn đề bản quyền. Bạn cũng có thể đặt cho hình ảnh này những cái filter như là mình chỉnh ảnh ở trên Instagram hay là những cái ứng dụng khác vậy. Mình cũng có thể chỉnh sửa những cái thông số của hình ảnh như là ánh sáng này, tương phản này, cũng như là mình có thể crop hình ảnh.
Đặc biệt hơn cả là nó có chức năng flip, tức là mình có thể flip cái hình này hoặc là flip ngược. Phần tiếp theo ở trên thanh công cụ có tên là Elements. Elements có nghĩa là những cái phần nhỏ mà mình có thể cho vào cái phần thiết kế của mình. Ví dụ ở đây thì mình thấy là có hình hoa này chẳng hạn, hay là hình báo gấm này chẳng hạn. Bạn có thể tìm bằng cách search ở trên cái thanh công cụ này để tìm ra cái element mà mình thích. Ví dụ như là mình muốn tìm trường học chẳng hạn. Đấy, thì mình thấy cái hình vẽ ở trường ở đây rất là xinh này, hay là những em bé này. Đó. Phần tiếp theo là text. Phần text này là chỗ mà mình thêm cái chữ viết ở trên thiết kế của mình. Mình có thể thêm bằng cách mình chọn và mình đánh trực tiếp. Ví dụ. Hoặc là mình có thể chọn những cái template có sẵn của họ. Ví dụ như là template này. Hay là template này. Phần tiếp theo là styles, tức là mình sẽ thay đổi cái cấu trúc về màu sắc ở trong thiết kế của mình. Đó, ví dụ là màu nâu hay là màu xanh. Phần audio và phần video thì nó cũng tương tự như nhau, tức là mình có thể sử dụng âm thanh và video ở đây một cách miễn phí. Họ cũng có một kho âm thanh và kho video rất phong phú, nên mình sử dụng những âm thanh và video này thì như mẹ nói, mình sẽ không bị đánh bản quyền, không bị vướng vào cái vấn đề copyright. Mình cũng có thể thay đổi cái background thiết kế của mình chẳng hạn, ví dụ như mình thay đổi hoàn toàn cái background này này, hay là thêm cái background này. Nếu các bạn chưa biết một tí gì về thiết kế và cũng như là mới sử dụng Canva thì cái nơi có thể bắt đầu được dễ dàng nhất ấy, thì chính là cái phần đầu tiên là phần template. Bạn có thể dựa vào template này để thay đổi theo đúng cái nhu cầu của mình. Những cái template này thì mình thấy là nó được phát triển bởi những cái người làm thiết kế chuyên nghiệp ấy, cho nên cái màu sắc, bố cục cũng như là cái hình thức ấy, nó cũng khá là ăn ý với nhau rồi. Mình chỉ cần thay đổi theo cái nội dung của mình thôi thì nó dễ hơn, nó dễ cho người mà mới sử dụng. Một trong những ứng dụng tốt nhất của Canva đối với mình ấy, và mình nghĩ là cũng rất là tốt cho các bạn học sinh sinh viên ấy, là phần presentation, tức là mình tạo ra cái bài thuyết trình của mình trên Canva. Ngày xưa khi đi học ấy, thì mình chỉ có làm trên PowerPoint thôi, nhưng mà PowerPoint thì thiết kế nó rất là hạn chế. Thì làm với Canva thì nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần chọn, như mình đã nói là có những cái template ở đây. Đó, thì nếu mà các bạn có thể apply toàn bộ cái template này thì các bạn có thể thấy rằng là nó có rất nhiều hình ảnh đẹp và mình chỉ cần thay đổi nó, mình biến hóa nó theo đúng cái nội dung thiết kế của mình, cái nội dung bài nói của mình thì cái phần thuyết trình của mình rất đặc biệt bởi vì là nó thiết kế rất là đẹp và nó có cái sự chuyển đổi theo đúng cái nhu cầu của mình chứ không phải là như ở trên PowerPoint. Nếu các bạn muốn làm animation ấy, thì Canva, thiết kế của Canva cũng có cái phần animate này. Bạn có thể chọn một số cái style animate, ví dụ như là plot, breathe, fade và rất nhiều phần khác nữa. Một điều nữa là trong quá trình bạn thiết kế với Canva mà bạn thấy có những cái dấu hình vương miện này thì nó có nghĩa là Canva Pro, tức là bạn phải có tài khoản Pro như mình nói từ ban đầu thì có thể sử dụng những cái ứng dụng và những cái hình ảnh này. Nhưng mà như các bạn có thể thấy là cái phần miễn phí nó cũng có rất nhiều, chứ không phải là phần nào cũng có cái chỉ dành riêng cho Pro. Bản thân mình thì bây giờ mình không phải đi học và không phải làm thuyết trình nhiều nữa, nhưng mình vẫn sử dụng Canva để thiết kế những cái workshop của mình và thiết kế cho những cái video animation mà mình làm ở trên YouTube. Ví dụ như đây là một cái presentation cho cái workshop về viết song ngữ Anh Việt của mình. Thì mình sử dụng cái template của Canva, mình thay đổi theo cái nội dung của mình. Cũng như là PowerPoint, bạn có thể ấn vào Presentation khi mà bạn muốn thuyết trình cái bài này cho mọi người. Còn nếu mà các bạn muốn chuyển cái slide này thành ra dạng một cái video ấy, giống như mình hay làm ở trên video animation ấy, thì cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần ấn vào phần ba mũi tên này và chọn Download. Thì khi Download thì thay vì chọn Download ở dạng PDF thì bạn Download ở dạng MP4 video và ấn Download. Thì như vậy là toàn bộ cái slide này nó sẽ được download thành dạng video với cái thời lượng ở đây mình set là 5 giây một slide. Thì đây chính là cái phần cơ bản nhất ấy, là mình sử dụng để mình thực hiện những cái video animation mình làm trên YouTube.
Ngoài ra thì còn một số cái hiệu ứng khác nữa mà mình thực hiện để tạo ra một cái video hoàn chỉnh. Mình sẽ làm tới đây cái tutorial cụ thể từng bước một để các bạn làm được cái video animation hệt như mình ở trên The Present Writer. Mình sẽ không giấu một cái điều gì cả. Nhưng mà hiện tại thì bạn hãy biết rằng là cái phần nền, cái phần cơ bản nhất ấy, thì mình thiết kế ở trên Canva ở phần presentation. Trong phần tiếp theo này thì mình muốn đưa bạn cùng thiết kế với mình một thiết kế mà mình sẽ đăng ở trên The Present Writer để bạn thấy được cái quá trình, cái suy nghĩ của mình khi mình thiết kế và tạo ra cái sản phẩm cuối cùng nó như thế nào. Mình bắt đầu nhé. Hôm nay mình sẽ thực hiện một thiết kế để đăng trên Instagram và để tiết kiệm thời gian cũng như là đảm bảo toàn bộ cái feed ở trên Instagram của mình có cùng một màu sắc tương đối là đồng đều, mình sẽ dựa vào những thiết kế có sẵn, những thiết kế mình đã tự tạo ra trên Instagram trước đây. Thì mình chỉ ấn vào nút Duplicate và xóa đi những cái element trước đây của mình. Tất cả những việc mình cần làm chỉ là thay đổi cái nội dung và tìm ra cái hình minh họa phù hợp. Ở đây các bạn có thể thấy là mình đang thay đổi cái nội dung, còn giữ lại phông chữ và cũng như là cái thiết kế cơ bản. Sau khi đã có phần chữ, phần text rồi thì mình sẽ cho phần hình ảnh vào và mình thường dựa vào phần element để thiết kế phần hình ảnh. Mình cũng có thể dựa vào cái element của thiết kế cũ bằng cách nhấn chữ Y phía trên này. Chữ Y này nó sẽ đưa cho bạn cái gợi ý về tất cả những cái element được thiết kế bởi cái người nghệ sĩ này hoặc là với cái phong cách tương tự như vậy. Tính năng này rất tốt vì nó đảm bảo cho mình có một cái thiết kế đồng đều với phong cách. Và ở đây mình chọn những cái hình minh họa phù hợp cho phần text của mình. Đây có lẽ là phần tốn thời gian nhất nhưng mà cũng là phần mình thích nhất bởi vì là mình có thể thỏa sức sáng tạo và chọn ra cái hình minh họa mình thích nhất. Có hai phương pháp để chọn ra cái hình minh họa này. Thứ nhất là mình chọn càng sát với cái nội dung mà mình muốn thể hiện. Tuy nhiên ở đây mình chọn theo cái hướng hơi trừu tượng một chút, tức là mình chọn những hình ảnh mà nó có tính gợi mở hơn là những hình ảnh mà nó mô phỏng hoàn toàn như cái phần text của mình. Thì tùy vào phong cách của từng người, các bạn có thể chọn cái hình ảnh này phù hợp theo cái phong cách và cũng như là cái cảm xúc của bạn khi các bạn làm cái thiết kế này. Để có thể thiết kế đẹp theo quan điểm của mình thì mình cố gắng khi tập trung vào khoảng 2 đến 3 màu, tạo cảm giác xuyên suốt và nhìn tổng thể nó hài hòa, phù hợp hơn. Canva cũng có một chức năng rất tốt, đấy chính là cái phần note ở phía trên, cho phép các bạn có thể ghi lại những cái suy nghĩ hoặc là những cái ghi chú của mình đối với cái thiết kế này. Ở đây thì mình sử dụng phần ghi chú này để ghi cái nội dung, cái caption cho cái thiết kế của mình. Khi mình đăng bài thì mình chỉ cần copy paste hoặc là mình phát triển nội dung ở cái phần này để mình tạo ra caption cho phần post. Và cuối cùng sau khoảng 15 phút chỉnh sửa thì đây chính là cái phần thiết kế mà mình quyết định đăng ở trên The Present Writer. Các bạn thấy thế nào? Mình thích cái thiết kế này bởi vì nó đơn giản và nó tập trung vào cái nội dung tích cực, cái thông điệp mà mình muốn truyền đạt. Đó, các bạn có thể thấy được toàn bộ quá trình thiết kế của mình từ A đến Z. Như mình đã nói, mình không giấu bất kỳ điều gì cả. Mình làm tutorial như thế này và làm những cái video ở trên YouTube cũng là để giúp cho các bạn, dạy cho các bạn những cái kỹ năng mà bản thân mình phải tự mày mò mới ra được để cho các bạn thành công hơn, đi đến con đường dẫn đến thành công mà ngắn hơn mình trước đây. Mình hy vọng là các bạn cảm thấy thích cái video này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye!